ngày 1 tháng 6 năm 2022 tại trụ sở tỉnh ủy, ông Phạm Xuân Thăng, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, tiếp đoàn đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, cùng dự có ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy Nguyễn Văn Phú và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đánh giá cao kết quả đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hải Dương lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 vừa được tổ chức thành công và chúc mừng ban trị sự khóa mới gồm 39 ủy viên được đại hội tín nhiệm cao suy cử. Ghi nhận những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các tăng ni trong thời gian qua, Bí thư tỉnh ủy mong muốn Phật giáo tỉnh tiếp tục khơi dậy sức mạnh đoàn kết, đồng hành cùng các ủy chính quyền các cấp, tích cực vận động nhân dân và tăng ni Phật tử chấp hành tốt các quy định của Đảng nhà nước chung tay xây dựng quê hương đất nước. Thượng tọa Thích Thanh Vân, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh, các ban ngành đoàn thể địa phương quan tâm động viên tạo điều kiện để Giáo hội tổ chức thành công Đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của tỉnh để Phật giáo Hải Dương tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của tỉnh.